Nhiều du khách thường mang thức ăn dụ đàn khỉ vàng ra ăn tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng. Tuy nhiên, cán bộ lâm nghiệp cảnh báo là rất nguy hiểm, không chỉ vấn đề an toàn của du khách, mà còn thay đổi thói quen kiếm ăn của đàn khỉ, vốn đang có tốc độ phát triển rất mạnh ở đây. Trên đường dẫn lên khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, từng đàn khỉ đã nhảy bổ từ trên những lùm cây xanh xuống đường, rồi tìm cách tiếp cận với du khách đang đứng bên vệ đường. Nhiều du khách đã tỏ ra thích thú với hình ảnh này, chuẩn bị sẵn thức ăn như bánh, kẹo, trái cây để dụ đàn khỉ đến gần mình. Chỉ trong một giờ đồng hồ, có hàng chục đoàn khách trong ngoài nước tìm lên Sơn Trà và cho khỉ ăn, bất chấp những cảnh báo tiềm ẩn các nguy cơ cho chính đàn khỉ vàng và an toàn của du khách. Thì khi mà du khách đến với Sơn Trà mà cho khỉ ăn như vậy thì vô hình chung cái hành động này nó làm cho thay đổi cái bản năng sống của các loài khỉ, và khi mà không có thức ăn thì nó sẽ òi xuống với dân cư nhiều hơn. Như vậy thì về nguy cơ thay đổi cái bản năng rất là cao. Và thứ hai, cái về thức ăn á, thì khi cho khỉ ăn á, thì không đảm bảo, có nhiều lúc là nó không hợp với lượng nguồn thức ăn thì có thể gây ra những triệu chứng đau bụng hay sình bụng, trong đó ảnh hưởng các loài khỉ. Và hơn nữa là khi có du khách cho khỉ ăn á, sẽ là tiếp cận gần với khỉ, như vậy thì không đảm bảo về an toàn cho du khách. Đó cũng là một lời cảnh báo, mong rằng các du khách đến với Sơn Trà là không nên cho khỉ ăn. Trước đó tại Sơn Trà đã xảy ra tình trạng một số du khách bị khỉ đuôi lợn tấn công, buộc phải nhập viện. Nguy cơ truyền nhiễm bệnh từ khỉ sang người là rất đáng lo ngại. Khi mà nó tấn mình tiếp xúc gần hoặc là mình bị khỉ nó tấn công thì nó thể gây một số cái bệnh truyền nhiễm, nhiễm cho người rất là nguy hiểm. Đặc biệt là mặc dù là khỉ không phải là một cái động vật chính để mà gây truyền bệnh dại cũng như một số bệnh ví dụ như là uốn ván sau khi bị khỉ tấn công. Nhưng mà khỉ vẫn là một cái động vật có khả năng truyền bệnh dại, và đặc biệt là đối với những cái vết thương mà sau khi bị tấn công thì có thể là nó nhiễm cái bệnh uốn ván. Thì khi mà bị tấn công thì chúng ta phải lưu ý, cái thứ nhất là khi mà có vết thương do bị khỉ cắn thì chúng ta phải xử lý ngay. Thì cái cách tốt nhất để giảm cái phòng bệnh dại cũng như bị uốn ván thì mọi người nên sát trùng, thì tốt nhất là phải rửa cái vết thương bằng xà phòng đậm đặc rất là nhiều lần dưới cái vòi nước chảy. Cái thứ hai là sau khi sát trùng vết thương xong thì phải dùng cồn iốt hoặc là cồn 70 độ để chúng ta sát trùng nhiều lần tại cái vết cắn, và sau đó thì chúng ta cũng phải đến ngay cái cơ sở y tế để mà khám và tư vấn và xử lý kịp thời. Việc nhiều du khách cho khỉ ăn đã và đang tạo nên một thói quen làm thay đổi tập tính kiếm ăn không tốt cho đàn khỉ ở đây. Chính vì vậy, ngoài việc khuyến cáo du khách hạn chế tối đa tình trạng trên, Hạt Kiểm Lâm Sơn Trà cũng đã kiến nghị các đơn vị lữ hành không được dừng xe để du khách tổ chức cho khỉ ăn.